Xin chào tất cả các em học sinh đến với tiết học trực tuyến bộ môn tin học lớp 3. Hôm nay chúng ta sẽ qua chủ đề 2 bên trong máy tính. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu mục tiêu bài học ngày hôm nay. Mục tiêu thứ nhất, biết được một số thành phần bên trong máy tính. Mục tiêu thứ hai, biết được một số chi tiết quan trọng bên trong thùng máy. Mục tiêu thứ ba, đó là chúng ta làm bài tập thực hành và trò chơi ô chữ để củng cố kiến thức. Và chúng ta bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Thứ nhất, hoạt động 1, tìm hiểu kiến thức bên trong thùng máy của máy tính. Thầy và các em cùng tìm hiểu xem bên trong thùng máy tính nó gồm có những thành phần nào. Thành phần thứ nhất rất là quan trọng, đó là bản mạch chủ. Thành phần thứ hai, đó là bộ xử lý trung tâm, hay đọc tắt đó là CPU. Thành phần thứ ba, đó là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, chúng ta cũng hay đọc tắt đó là RAM. Thành phần thứ tư, đó là bộ nhớ chỉ đọc, chúng ta cũng có thể đọc tắt đó là ROM. Thành phần thứ năm, đó là ổ đĩa quen, hay gọi là ổ đĩa CD. Thành phần thứ sáu, đó là ổ đĩa cứng. Thành phần thứ bảy, đó là ổ đĩa mềm. Thành phần thứ 8, đó là quạt CPU. Thành phần thứ 9, đó là bộ nguồn. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu các chi tiết quan trọng bên trong thùng máy. Chi tiết thứ nhất, bản mạch chủ. Bản mạch chủ đó là nơi chứa hầu hết các thiết bị điện tử, tạo kết nối giữa các thành phần. Nó còn là nơi cung cấp các cổng kết nối đến các thiết bị ngoại vi như bàn phím, chuột máy tính, loa, máy in. Chi tiết quan trọng thứ hai, đó là bộ xử lý trung tâm, CPU. Bộ xử lý trung tâm được ví như là bộ não của máy tính. Nó là nơi nhận dữ liệu và xử lý dữ liệu. Tốc độ xử lý của CPU được tính bằng Hz, ký hiệu là Hz. Đây là bảng đơn vị đo tốc độ xử lý. 1 kHz, ký hiệu kHz, bằng 1000 Hz. Lớn hơn đơn vị kHz ta có đơn vị MHz. 1 MHz, ký hiệu là MHz, thì bằng 1 triệu Hz. 1 GHz, ký hiệu là GHz, thì bằng 1 tỷ Hz. 1 THz, ký hiệu THz, bằng 1000 tỷ Hz. Chi tiết quan trọng tiếp theo, đó là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, bộ nhớ RAM. Bộ nhớ RAM dùng lưu trữ tạm thời các chương trình dữ liệu khi máy tính làm việc. Khi tắt máy, các thông tin này sẽ bị mất đi, còn gọi là bộ nhớ khả biến. Chi tiết quan trọng thứ tư, đó là bộ nguồn. Bộ nguồn nó là nơi cung cấp điện cho máy tính hoạt động. Bộ nguồn là nơi nguy hiểm vì có dòng điện hoạt động. Vì vậy, khi máy tính hoạt động, các em nên lưu ý cái chi tiết này để tránh bị điện giật.
Sau đây chúng ta qua hoạt động 2, phần bài tập thực hành. Xác định tên của các thiết bị. Em quan sát hình cho thầy biết tên của các thiết bị được đánh số có tên gọi là gì. Số 1, quạt giải nhiệt CPU. Số 2, bộ nhớ RAM. Số 3, bo mạch chủ. Bài tập thực hành tiếp theo, điền vào chỗ trống. Các em quan sát bảng dữ liệu, cột bên trái và cột bên phải. Những cái ô trống chính là những nơi chúng ta sẽ điền vào. Câu thứ nhất, người ta hỏi các thành phần thiết bị của máy tính được gọi chung là gì? Phần cứng máy tính. Câu 2, tất cả các thiết bị trong máy tính đều được kết nối vào đâu? Bo mạch chủ. Thiết bị có vai trò quyết định đối với hiệu suất máy tính chính là bộ xử lý trung tâm. Dữ liệu tạm thời lưu ở đâu và sẽ mất khi ta tắt máy? Đó chính là bộ nhớ chi cập ngẫu nhiên RAM. Câu thứ 5, nơi lưu trữ tất cả phần mềm dữ liệu trong máy tính của bạn gọi là ổ đĩa cứng. Việc sửa chữa các thiết bị của máy tính rất phức tạp. Đó là do các thiết bị như thế nào? Nó được chế tạo tinh vi, nhỏ gọn. Để củng cố nội dung bài học, thầy và các em cùng tham gia trò chơi giải ô chữ. Đến với trò chơi giải ô chữ lần này, các em quan sát và suy nghĩ trả lời cho thầy biết ô chữ chúng ta gồm có bao nhiêu hàng ngang, tương ứng với bao nhiêu gợi ý và từ khóa bí mật của ô chữ này đó là gì. Các em có 15 giây quan sát và suy nghĩ. Rồi, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn trả lời theo thứ tự từ hàng ngang thứ 1 nhất cho đến hàng ngang thứ 8. Vậy ở đây ô chữ mình gồm có 8 hàng ngang tương ứng với 8 câu gợi ý và một từ khóa bí mật ở ô hàng dọc. Hàng ngang thứ nhất, viết tắt tên tiếng Anh của bộ xử lý trung tâm gồm có 3 chữ cái, đó chính là CPU. Hàng ngang thứ hai có 5 chữ cái, máy tính lưu trữ tạm thời tại thiết bị này, đó chính là bộ nhớ chi sức ngẫu nhiên. Nhưng mà anh gì đây có 5 chữ cái nên mình hiểu đó chính là từ khóa, đó chính là bộ nhớ. Hàng ngang thứ ba tương ứng với câu gợi ý thứ ba, đó chính là một thiết bị cũng được xem là máy tính. Thiết bị cũng được xem là máy tính, đó là thiết bị điện toán, cầm tay. Hàng ngang thứ tư, thiết bị dùng để nhập ký tự vào máy tính. Đây là thiết bị rất là quen thuộc, đó chính là bàn phím. Hàng ngang thứ năm gồm có 5 chữ cái, một thiết bị nhập có tên trùng với tên một loài động vật, đó chính là chuột máy tính. Mình chỉ 5 chữ cái là mình điền chữ chuột là đủ rồi. Hàng ngang thứ sáu gồm có 7 chữ cái, đó là thiết bị dùng để lưu trữ dữ liệu thông tin hệ điều hành. Thiết bị dùng lưu trữ dữ liệu thông tin hệ điều hành là ổ đĩa cứng. Thì đây 7 chữ cái thì mình sẽ ghi vào đó là đĩa cứng. Hàng ngang thứ 7
gồm có 7 chữ cái. Đó là một thiết bị dùng để hiển thị thông tin giao tiếp giữa máy tính và người dùng. Đó chính là màn hình. Màn hình đó là dùng để hiển thị thông tin giao tiếp giữa máy tính và người dùng. Hàng ngang thứ 8, mình chỉ còn có một ô chữ nữa là mình sẽ giải được từ khóa, từ bí mật này rồi. Thiết bị cấp điện cho tất cả các chi tiết khác trong máy tính hoạt động, đó chính là một thiết bị rất quen thuộc mình vừa mới tìm hiểu, đó chính là bộ nguồn. Rồi vậy thì các em đọc cho thầy biết từ khóa bí mật của ô chữ này, đó chính là phần cứng. Thì bài học của chúng ta hôm nay đến đây đã kết thúc. Thầy xin chào tất cả các em và hẹn gặp lại các em trong những bài học sau.